Rồi Duy với Tùng chào cả nhà nha. Chào các anh em. Hôm nay mùng 9. Liều mạng đi đục luôn anh em. Nay mùng 9 mình khai trương, nhưng mà mình nghĩ là chắc lẽ là nó không ngủ. Đó anh em nhìn trên lá này. Thì nói chung ra lá thì nó cũng tương đối khoảng mới có khoảng 30% thôi. Đó, nhưng mà mình cũng đi cạo, nói chung là mình mua cây thanh lý anh em. Thành ra mình cạo chứ mình nghĩ thì bây giờ mình bỏ cũng hoang phí. Thấy chăng? Nhưng mà mình biết trước luôn là độ thì nó thể là nó không cao, nhưng mà mũ không biết là nó nhiều ít. Nhưng mà mình cạo thì nghĩ cái ngày 28 Tết là mình nghĩ ngày hôm nay mùng 9 mình đục trở lại thì mũ nó cũng khá im hết anh em. Mới có 11 ngày ha. Thì mình cũng cạo thử cái này coi mũ nó nhiều như hay là ít nó như thế nào. Rồi mình tính tiếp thế nè. Nhưng mà thấy mũ chạy khá im ha. Giọt lớn nè. Nó nhiều giọt lớn này thiệt, nói là mũ thì cũng nhiều đó. Để hôm nay đi đục thử để coi sao. Còn ví dụ như mà không có mũ thì tính chuyện khác, mình kiếm chuyện khác mình làm. Tới khoảng giữa tháng 4 mình mới đục lại. Tháng 4 tháng 5 Tháng 4 năm mới đục lại tháng được. 10 cho già, Cho nó lá nó cứng cáp. nhưng mà mình thấy không được nè, anh em thấy hôm đó là mình bận công chuyện mà viết muỗng chén mình cũng không có gỡ được luôn nữa. Cạo xong giờ hiện tại giờ mình đang ngửa chén bỏ luôn, chỉ có ốp được mấy hàng mới có mười mấy ngày như này, và cái từ phải sao có thật. Thì cứ đục đi rồi thử coi tới sáng coi mũ nó như thế nào. Ví dụ như mũ ổn thì mình đục tiếp, còn không thì mình tính đường khác, mình kiếm công chuyện khác mình làm, mình không đục nữa thôi. Với lại nó thì hiện tại ngày hôm nay là ta có mua mũ lại rồi anh em, nhưng mà không biết là giá cả nó như thế nào mình cũng chưa biết nữa. Với lại mình coi theo giá cả, nếu mà cảm thấy mà giá bây giờ người ta cảm thấy nó rẻ thì có thể là mình đánh đồng mình để lại, chứ còn nếu người ta mua rẻ thì tất nhiên là mình cũng phải ăn lại của mình. Coi cảm thấy thì tôi không biết nữa. Này đục kiểu tùy cơ ứng biến à. Mới có mười mấy ngày mà cái mấy cái mầm đó nó lớn ghê. Để sáng trút mũ xong rồi coi coi người ta có mua không nha. Ôi Ừ. Nó lên kìa, mới có mấy ngày mà mầm thấy trời. Mấy sợ. cái đó thổi lá đâu có đâu mà giữ được. Mới có mấy ngày mà giữ được. Mới có 17 ngày mà thấy da ngay này, da thấy ý muốn làm lại. Thôi mũ chảy giờ thấy cũng im á chứ. Im hết. Ổn được. Lên sao kỳ vậy? Lên ngay đường luôn. Ngay mình chạy luôn. Như theo anh em nghĩ sao chứ theo mình nè, như cái cao su á, cao su mà mình cạo mới là như cái tháng này nè, tháng này mới là cao su nó mới lớn nè, thành ra mấy cái này á, bây giờ nó mới tức nó mới nhảy mầm nhiều. Giờ nó nuôi mà. Chứ còn tháng mưa á, vậy chứ cao su mình trồng cao su non thì nó không lớn nè. Nó lớn là lớn cái tháng này. Người ta đang cạo cũng Kênh thì vừa đổi luôn tên nha nè. Tên là Mần Nông Vlog. Cũng mong anh em ghé ủng hộ. Nhưng mà phải đủ 24 giờ nha anh em. Nếu anh em làm trước 24 giờ thì tội cho anh em gì lắm. Nó tuột riết rồi. Khá là căng thẳng nên là cũng mong anh em hiểu cho. Cứ đủ 24 giờ là chơi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai. À cái này chạy ra ngoài. À, hiện tại á khoảng 1 2 clip nữa thì anh em Di sẽ làm thêm về các loại thuốc ha, giới thiệu các sản phẩm thuốc bôi để thu mủ chất lượng cao mà vẫn dưỡng miệng đục, chứ không phải là mình ăn mình trẹt nha nè. Sau một quá trình sử dụng thì thấy ok,
thì giới thiệu cùng anh em. Đó là nhất. Thứ hai là cái về phần giao đục. Thời gian tới thì bạn Tùng sẽ làm về giao đục luôn, là các loại giao ở các tỉnh khác nhau. Rồi giao đó thì sẽ đục cho cây gì, cây nó mềm hay nó cứng hay nó mắc hay nó làm sao. Rồi mình sẽ thử nghiệm luôn cái con dao nó như thế nào luôn. Rồi mài dao, rồi gắn dao, rồi cây để đi đục. Nói chung là anh em Di sẽ giới thiệu tất tần tật về những khoản đó cho anh em trong thời gian tới. Hiện tại là bây giờ là Di quá trời bận, hầu như là Di đi dạy hết tuần luôn rồi. Nên là Di với Tùng đang tính toán xem là ngày nào đi quay cái thuốc để giới thiệu cùng anh em. Mấy anh em cần thuốc cứ liên hệ. Mấy anh em lên Mần Nông Vlog, trong phần giới thiệu là mấy anh em thấy số điện thoại của bạn Tùng luôn nha. Này à, bạn Tùng. Còn mình à, mình quay là mình tên Duy. Mình à, thầy Duy Vlog nha. Bóng chuyền độc lạ luôn. Nói chung là mấy anh em mình đang tập trung làm rất là nhiều chủ đề bóng chuyền rồi Mần Nông đó. Thì mới vừa đổi tên là anh em biết rồi, là sẽ tập trung làm cái Mần Nông này. Rồi Di quay vậy thôi. Xong rồi sáng á, Trúc, nếu mà người ta mà mua mũ á thì đi bán, còn không mua thì mình về mình đánh đông, thì nó sẽ có chuyện khác nữa. À, cũng mong anh em tiếp tục ủng hộ hai anh em để cho cái kênh Mần Nông Vlog này nó phát triển mạnh mẽ nữa ha. Nói chung là thời gian trước là mấy anh em ủng hộ rất là nhiệt tình rồi đó. Giờ ráng thêm tí xíu nữa là hai anh em có động lực liền, hừng hực khí thế lên làm liền cho anh em xem. Chào cả nhà nha. Hôm nay định đi trút mũ sớm mà thấy mũ nó còn chảy, hai anh em uống cà phê cà kê dê ngỗng. Giờ tới 8 giờ 15 mới đi trút. Trước khi mình trút mũ thì mình cột bao trước nha nè. Tí nữa mình trút tới mình có cái mình đổ vô. Hôm nay có người mua mũ à. Vì cũng chúc Mần Nông Vlog khai trương hồng phát nha. Khai trương năm nay thu mũ ngon lành rồi đàng hoàng. Trời không có mưa gió đâu dữ ha. Bão này khá ổn rồi nè. Vậy là ok ha. Gần đề tô là im rồi. Hy vọng là thu được nhiều mũ. Nếu mà trút mũ mà anh em để trễ quá, nó đóng máng trên mặt á. Lúc mấy anh em trút kéo vô thùng á, dằn dữ lắm. Nên là phải tranh thủ hửng nắng lên là dễ kéo màng trên mặt. Vì làm cho anh em xem nè. Cái này là nó chưa đóng đó ha. Chưa đóng máng. Nếu mà nó đóng máng trên mặt á, khi mà hửng nắng lên nó đóng máng trên mặt á, rồi mình kéo cái miếng giác á, mình kéo qua như vậy cái là nó dằn dữ lắm. Đóng hết trên mặt lại luôn, kín cái mặt lại luôn. Còn tô này là chưa đóng nè. Giờ này vẫn còn lạnh nha. Mấy anh em ra đường cũng nên cẩn thận, mặc áo khoác đồ, giữ ấm cho cơ thể chứ không cũng mệt. Trời này nắng đẹp. Sáng này nắng đẹp. Hôm nay là 10 tháng Giêng âm lịch. Đến tí mình theo bạn Tùng xuống chỗ cần mũ luôn ha. Đầu năm xuống cần mũ luôn cho anh em xem, để coi thử độ đét rồi sao. Nếu mà ổn thì anh em mình tiếp tục, còn nếu không ổn thì nghỉ không, mà chờ tới tháng 5 cạo. Không, mà điều chắc kiểu này là phải được luôn chứ không thấy vụ đột vệ, vụ giá cả giờ nó mua được thì còn không được thì em vẫn đông.
giờ mình đi mua mình bỏ qua lãng phí. Mũ được thì mình tiếp tục, còn không thì mình về mình đánh đông ha. Mình còn bao sẵn cũng khá lợi thế ha nè. Trút xong hàng mình lại mình đổ luôn. Rồi để chờ mần nông vlog trút xong. Sau đó thì chúng ta xuống tăng mũ ha. Đêm đục có nửa vườn nha anh em. Trừ mấy cây cưa đồ ra nhá, nửa vườn chắc được 300 cây à. Anh tí xuống tăng mũ coi sao. Tình hình độ đét đồ. Độ rồi. Lượng mũ rồi coi sao. Coi có ổn áp không? Nếu mà ổn áp thì tiếp tục. Đêm cạo mình tưởng không có ai. Nhưng mà rốt cuộc cái chú ở kế bên cũng cạo miệng gốc. Ở trên kia cũng có một người đi cạo nữa nè. Mình không phải mình nè. Trúc chắc cũng sắp xong rồi. Vì chờ trúc xong rồi đi xuống chỗ bán mũ luôn. Quay cho anh em xem. Cũng mong là mần nông vlog được mọi người ủng hộ. Mũ năm nay sản lượng cũng cao, giá tốt, để mấy người đi cạo này chịu nổi chứ không mà chịu không nổi. Năm 2022 coi như là bỏ rồi đó nè, thất thủ rồi. Mũ đáng lý ra mình thì hồi nãy là mình tính dự định là đi canh luôn á anh em, nhưng mà bây giờ mình thấy có ít mà chở đi nó hơi xa, cái chỗ mua nó hơi xa, mình thấy mình cũng là biến. Thành ra bây giờ mình để lại ngày mai mình cạo là mình đem đi luôn anh em. Nên thành ra là bây giờ mình chế thuốc cái chống đông vô. Nhưng mà bao nhiêu là vừa, bao nhiêu là mình bây giờ mình hướng dẫn anh em luôn ha. Thay vì một bao á, nếu mà thường thường một bao này nó khoảng 8-90 kg thì mình cho nó khoảng chừng một tô này là vừa. Còn nếu mà mình rộng trở lại thì phải mình cho nó hơn một chút nha anh em. Tô này tô nửa ký á. Nếu mà bây giờ mình để lại ngày mai á, để lại bữa sau á, chúng mình cho nó hơi nhiều chút đi. Rồi cái này là hồi nãy á, là mình cũng có rồi nha anh em. Khi trước khi mình trút á là hồi nãy mình cũng có chế rồi. Thì bây giờ mình cũng chế lại cũng bằng cái hồi nãy nữa. Nó cũng tầm giá khoảng tô vậy đó. Cứ mình trồng trở lại thì nó không sao hết. Cứ mình để cỡ một tháng đi nữa nó cũng không đặt. Chống đông. Không có đông đây. Cũng không mất độ. Nó cũng vẫn là như vậy. Còn cái thuốc chống đông này á, có nhiều người á, nhiều người nói chế cái này vô nhiều mất độ, đúng thì người ta nói là mất độ thì nó mất độ, nhưng mà nó chẳng có mất là bao nhiêu đâu. Cái này đó dạng mình anh em là thấy là nước vậy đúng không, thay vì bây giờ một bao mũ của anh em là 50 kg, anh em chế thêm một ký này nữa thì tất nhiên là nó 51 kg phải không. Nhưng mà trong vòng, nếu mà mình chế vô thì mình hả miệng ra như vậy trong vòng chừng nửa tiếng đồng hồ anh em cân trở lại cũng vẫn là 50 kg. Bay hơi hả? Cái này là nó dặn y như hơi. Mình nói đại khái nó y như ga mình vậy đó. Và nó bay hơi. Còn anh em thì cứ chế y như vậy là cứ mình để bao lâu cũng được anh em. Một tuần lễ cũng vậy, nếu mà anh em đục thanh lý. Cứ đừng có sợ mất độ, cứ chế hơi đậm tí xíu đi. Là không bao giờ mất độ. Đó. Đó, mình và hồi nãy là mình tính bán nhưng mà bây giờ mình không có chở đi bán anh em. Để ngày mai mình chở đi luôn ha. Tại giờ đây đó cũng hơi xa xa. Chứ nhà giờ đang cũng có công việc tí xíu. Trúc xong rồi cả nhà. Dự định là đi xuống chỗ bán mũ quay luôn. Mà bây giờ thì mình để ngày mai mới bán. Thôi ngày mai quay clip khác cho cả nhà xem. Hôm nay mần nông vlog xin kết thúc clip ở đây. Cái này giờ tầm giá cũng 60 kg. 60 hả? Rồi cũng im ấy chứ. 60 kg, cái này hơn 300 cây. Hơn 300 cây mà 60 kg. Vậy là cũng khá ổn mà chứ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Thấy hay like, share, subscribe, ủng hộ mần nông vlog nha cả nhà.